Xin chào các đồng chí, các bạn thân mến nha. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2024, tổ tự an toàn giao thông của chúng tôi tiến hành là coi như đưa đoàn lãnh đạo của huyện tỉnh đi khảo sát đường sông. Thì đến đây có mời các đồng chí xem Võ Trọng ở quê mình, ổng sẽ tạ phóng sanh một số con sao đó các bạn. Ở quê mình kêu con sao, còn không biết ở quê các bạn kêu gì nha. Rồi mời các bạn theo chân mình, đừng có bỏ qua màn hình nha, đừng rời màn hình nha. Hả, xong hả? Ủa gì ta? Chứ không có tính thả nó đi. Báo cáo với các đồng chí các bạn nha, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2024 nha. Tại khu vực cảng Phước An chỗ làng bè nha, thì đây bắt đầu ổng xuống ổng phóng xanh đây. À. Đây phóng xanh các bạn thấy không? Đó. Đó. Rồi cho thả về môi trường sinh thái cho sống nha các bạn, đó. Không? Thả xuống nó bò các bạn thấy không? Đó. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 con nó bự các bạn. 19 20 21 22 23. Rồi, các bạn trở về biển nha. Đấy các bạn thấy không? Đây là sông lớn các bạn chứ không phải ao hồ đâu, không phải rồi tôi đóng phim cho các bạn xem đâu nha, đây nè. Này các bạn, đây là ao hồ nè. Đó, sông lớn nè nha. Đây dòng sông này nó chảy ra sông Thị Giải, sông Lòng Tàu luôn các bạn. Chảy ra sông Cái đây nè. Sau này mấy chục ngàn con mà các bác, nhưng bất trọng ổng không ăn cái loại này, ổng không xanh hết luôn, giờ thả xuống về cho nó về với thiên nhiên. Có gì chỗ các bạn không biết con này con gì đâu, ở đây ở quê mình là kêu con này là con sam nha các bạn. Sao con này nó mốt cái đầu ta, đúng không, con này mốt cái đầu nè, nó còn sống như các bạn nhưng mà chết rồi nha các bạn, thấy nó bò nè, nó đang lội nè. Đó, đang lội đó. Đó. Nó thả cho nó về dưới môi trường sinh thái. Để cho nó sinh sản các bạn. Một con này mà nó đẻ ra là coi như là hàng chục ngàn con luôn á. Hiện nay bác Trọng đang công tác tại ở dưới quê hương mình nha các bạn. Tại xã Phước An, nó quê hương được rồi, nó xã nhỏ quá. Rồi coi như bắt đầu thả xong rồi, giờ lên rồi giới thiệu các bạn luôn. Đây trên đây là cái văn phòng của ban chủ nhiệm của mình nha. Còn con hả, sống không? Không phải, không phải. Rồi con nó chết rồi, cho nó nổi rồi, cái mẹ nó càng chết hết. Lật 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 mấy con này, sao nó lật cửa rồi, nó bơi lật cửa rồi. Dũng xa xa hoài luôn ơi. Người ta phóng sanh là ngày rằm ngày 30 rồi nha, tháng 7, tháng 10 rồi, còn đây phóng sanh là ngày thường luôn. Đó. Rồi, coi như hồi nãy là 24 con hả các bạn, 18 con ta, 24 con nhá. Đây là văn phòng là ban chủ nhiệm của mình nha các bạn. Đây, văn phòng ban chủ nhiệm của mình đây. Mình quay cho các bạn xem nha. Đây là bảng cái bảng giá giữ xe khu vực cảng nha các bạn. Cái quy định của ban chủ nhiệm mình đưa ra. Này các bạn thấy không?
cái hàng chữ đỏ đỏ các bạn chú ý vô cái hàng chữ đỏ đỏ là cái hàng chữ là mình quy định đó, quy định không cho thành viên vi phạm các bạn. Còn cái hàng chữ ở dưới cuối cùng mấy những cái hàng chữ dưới đó, là ban chủ nhiệm mình là có cho số điện thoại đường dây nóng đó. Của mình đây mình nè, số điện thoại của mình nè đó, con chữ 16E73574 hàng chữ trai phó nhiệm thường trực cả khu vực cảng nha. Đấy các bạn thấy không? Rồi các bạn muốn thắc mắc thì cứ liên hệ số điện thoại đó nha. Rồi đây để mình review cái khu vực cảng các bạn xem nha. Đây ở quê mình có cái có một cái lồng bè này thì để cho khách du lịch đồ tới ăn uống giải trí tham quan ở sâu trong này có khu di tích đặt con đồng mường Trường Sát các bạn, rồi đảo khỉ đó nha. Đây lồng bè đây, còn thấy lồng bè không? Này giờ sáng chạy đường mấy cú vậy anh? Chưa cú nào anh. Chưa. Hình như mấy anh xuống rồi vậy? Lâm này Lâm Trường. Này các anh chỉ Lâm Trường lắm, nhiều là mình cũng đi với các anh chỉ Lâm Trường luôn các bạn. Đây. Rồi. Người xe có khách vô gửi các bạn. Ở đây gửi ban chủ nhiệm mình là chủ yếu là giữ xe cho khách du lịch ha. Đây. Đây giám đốc cảng nha. Đây, giám đốc và quản lý phụ trách cái cảng này. Không có cái máy cũ hả? Không có cái máy hư rồi hả? Thì hai máy cũ rồi. Đây là cái bàn thờ của bác ở trong phòng mình, trong phòng làm việc mình các bạn. Quay cho nó đỡ cái ánh sáng này. Còn đây, năm 2021 thì mình được nhận giấy khen của Ủy ban Bình Tĩnh hôm nay các bạn. Sáng có cùi không thấy gì hết.